Bạn ạ, chúng ta đang ở đồi đồi Quản Bạ, nhìn từ trên cao xuống rất đẹp. Đấy, các cảnh núi đồi dưới là thửa ruộng và núi đồi của Quản Bạ, Hà Giang. Cảnh đẹp, rất là đẹp các bạn ạ. Núi đồi trùng điệp đây. Đây là còn các bạn vượt thủ từ thành phố Hồ Chí Minh ra, từ Sài Gòn ra với Hà Giang. Hôm nay gió mùng Bắc bắt đầu về, tràn về Lâm là gió thổi hơi mạnh. Đấy, các thửa ruộng bậc thang đẹp không các bạn ơi? Đang động vật tuyệt quặc. Này, kia đây đây.